mọi người nhá. Hôm nay mới hướng dẫn cách cách tạo bóng để lưu PNG. Thì bình thường thì nếu mà lưu lưu các loại nền thì mình thể chỉ cần là để chế độ một tí là được không? Bóng thể như thế này. Sau thay đổi nền đó. Vậy bây giờ họ yêu khách hàng ấy, nếu mà khách hàng yêu cầu xuất PNG có bóng ấy, thì đây chính là nếu ta để bình thường thì nó sẽ như thế này, nó không đạt yêu cầu khách hàng ấy. Rồi đây mình hướng dẫn cách làm cái bóng để mà lưu file PNG nhé. Mình sẽ update cái mặt bóng này vào. Rồi. Xong tắt cả cái mặt, tắt hết. Chỉ chưa lại cái layer của bóng thôi. Rồi vào channel. Đó, bấm cái này, loạt vòng tròn đấy. Sau đó tạo một layer mới. Để cái mắt phía dưới nó có đến nhá. Xong mình đào vòng tròn Ctrl Y. Sau đó là phiếu. Rồi. Xóa cái layer dưới đi. Mở sản phẩm lên đó. Ta sẽ thấy cái bóng nó như thế này. Và đạt yêu cầu nhá. Chúc các bạn thành công nhé.